những dòng chảy tinh khiết ngọt lành, âm thầm chảy trong những địa tầng sâu thẳm, vượt qua miền đồi núi, đồng bằng, trung du, kết nối từ đất liền đến biển đảo, kết nối không gian và thời gian, hội tụ thành di sản thiên nhiên, văn hóa và bản sắc. Từ Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến đến thành phố Hồ Chí Minh trẻ trung hiện đại, đang giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ghi đậm dấu ấn thời gian. Từng tuyến điểm đều được chắc chiêu từ lọc đất trời, lắng động các giá trị để kết thành dòng chảy tinh hoa. Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2020 mang thông điệp dòng chảy tinh hoa. Thủ đô Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, cái nôi của di sản Việt Nam. Thuận theo dòng chảy, những con phố ngàn năm tuổi dần khoác tấm áo mới, nơi Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ lớn Hà Nội đều mang đậm màu lịch sử lẫn trong xúc cảm sâu sắc của chính người Việt và du khách bốn phương khi nhắc tên thủ đô Việt Nam. Chào mừng bạn đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh sống động từng góc phố, từng con người. Với dòng sông Sài Gòn hào sản uốn quanh thành phố, với rừng ngập mặn Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển thế giới trầm tĩnh và lãng mạn, nơi không có khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét đẹp lộng lẫy và sự chân phương, giữa ẩm thực sang trọng và món ngon đường phố, giữa người con bản xứ và những người chọn thành phố này là nơi gắn bó cuộc đời. Quảng Nam, tinh hoa di sản và biển đảo, là địa phương duy nhất có hai di sản văn hóa thế giới, khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Quảng Nam còn có nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An. Vẻ đẹp của Quảng Nam còn đa dạng với phong cảnh biển rừng, suối thác cùng con người, ẩm thực dân dã và tinh tế. Bình Định, miền đất võ, xứ văn chương, một trong bảy kinh đô Việt cổ, đời đang dần thay đổi với sức sống đương đại mà vẫn giữ nguyên được cảnh sắc hoang sơ. Bờ biển dài với nhiều vũng vịnh, bãi tắm đẹp, Bình Định đang được du khách gọi tên như là thiên đường du lịch mới của Việt Nam. Quảng Ngãi, vùng đất của sắc màu di sản, của những biến động địa chất hàng triệu năm kiến tạo để vẻ đẹp lẫn sự trụ phú của vùng đất này được hình thành từ những lớp nham thạch núi lửa biển đến vùng đồng bằng ven biển và vùng núi cao. Nơi đây là điểm tiếp nối giữa cổ đại và hiện đại, hòa quyện văn hóa của các tộc người sinh sống, tạo nên những giá trị văn hóa độc đáo. Đà Nẵng, trung tâm di sản văn hóa thế giới. Điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, cửa ngõ ra biển Thái Bình Dương của nhiều quốc gia. Đà Nẵng nhiều lợi thế khi sở hữu thiên nhiên đẹp đẽ, ẩm thực đặc sắc, cơ sở hạ tầng hiện đại và con người thân thiện. Để không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung một lần ghé qua, mà còn là thành phố đáng sống để du khách lựa chọn. Thừa Thiên Huế, xứ sở hội tụ di sản thế giới, nơi lưu giữ bảo tồn văn hóa và nghi lễ truyền thống Việt Nam, nơi không thể bỏ qua đối với ai muốn khám phá cội nguồn dân tộc. Địa hình và kiến trúc độc đáo, thiên nhiên đa dạng, con người bản sắc và tinh tế chính là điều động lại sâu lắng trong mỗi trải nghiệm tại mảnh đất cố đô. Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2020 được tổ chức nhằm liên kết tài nguyên, di sản để phát triển sản phẩm du lịch liên kết vùng, hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác kêu gọi đầu tư về du lịch và hội nhập quốc tế về du lịch. Thời gian ngày 27 tháng 11 năm 2020, địa điểm Nam Hội An. Các hoạt động khác được tổ chức bao gồm 1. Diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển liên kết du lịch diễn ra từ tháng 11 năm 2020. 2. Khảo sát xây dựng các chương trình du lịch mới kết nối giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 3. Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch Business Matching vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Điểm nhấn mới trong diễn đàn liên kết, nơi giới thiệu sản phẩm, mua bán, ký kết hợp đồng trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung ứng du lịch ưu tú của các tỉnh miền Trung với các doanh nghiệp du lịch lữ hành hai đầu đất nước. 4. Không gian trưng bày, giới thiệu điểm đến, sản phẩm, sản vật đặc trưng của các tỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2020. Khép lại chuỗi liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực từ đồng bằng sông Cửu Long đến Đông Nam Bộ, Tây Bắc, Đông Bắc và miền Trung.
Chuỗi hội nghị và hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh thành trong cả nước là giải pháp thiết thực, hiệu quả để kích cầu du lịch nội địa, đưa ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19. Bức tranh du lịch Việt Nam rực rỡ và đẹp đẽ được tô màu bởi những nét cọ từ đôi tay và trái tim người Việt yêu quê hương Việt Nam.